hé lộ cảnh phim khán giả trông chờ nhất cuộc đời vẫn đẹp sao. Mới đây, hình ảnh về đám cưới được tổ chức tại xóm trọ của Lưu Luyến được hé lộ trong chương trình VTV Kết Nối. Nhiều khán giả dự đoán đó là đám cưới của cặp đôi chính. Chỉ còn 3 tập nữa là phim Cuộc đời vẫn đẹp sao sẽ chính thức khép lại. Phim đang có nhiều tình tiết hấp dẫn. Sau khi bác nhập viện vì bị nhóm mua thận hại thì cả gia đình Luyến, bà Tình và Lưu cùng vào viện xem tình hình ra sao. Bệnh tật khiến cho bố mẹ đẻ không thể hiến máu cứu bác. Luyến nhận nhiệm vụ này nhưng cô lại không thể cứu em vì đang mang thai. Bà Tình bảo sẽ hiến máu nhưng Lưu và Luyến ngăn lại vì bà đã già, thỉnh thoảng còn bị ngất. Khi đó, Lưu nói chuyện gì gia đình Luyến cũng đến tay Lưu nhưng cô lại coi anh như kẻ qua đường. Trước đó, hai người đã vượt qua giới hạn nhưng Luyến lại tỏ ra bơ Lưu khiến anh bực tức. Lưu nói sẽ cứu bác vì nhóm máu của anh có thể truyền cho mọi nhóm máu. Điều này khiến Luyến rất cảm kích. Chuyện Luyến mang thai hiện vẫn chưa nói cho ai. Tuy nhiên, khán giả cho rằng sau khi biết cô mang thai, Lưu sẽ hỏi cưới Luyến và hình ảnh đám cưới chính là ngày trọng đại của Lưu, Luyến.